ăn ấy. Đừng có bỏ vô đây nữa, đã dọn rồi là đem vô nhà đi. Rồi của chị 28 với 15 38 43. Gì nữa không? Muối gì vậy chị? Tấp 16 hàng rồi chị. Nè con ơi, con gái ăn này em bị cho nè kia. Nào, ăn nhanh đi. Sao ăn giùm mẹ đi, ăn giùm đi con. Lật cái bàn giò rồi. Thì xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ nha. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Giờ này bắt đầu gia đình nhà Thủy dọn hàng vào cô chú anh chị. Hôm nay là ngày mùa 13 tháng 8 âm lịch nha cô chú anh chị. Cũng nhằm ngày cúng, nhằm ngày chủ nhật luôn cô chú anh chị ơi. Bữa nay ngày chủ nhật mưa tầm tã luôn cô chú anh chị. Bán rất là ế luôn cô chú anh chị ơi. Giờ Thủy sẽ quay cái hành trình gia đình nhà Thủy, vợ chồng và hai đứa con của Thủy dọn hàng để về nhà nha cô chú anh chị nha. Về nhà nghỉ ngơi chiều đi ra Vãn Việt bán tiếp một bãi chiến trường rất là ế luôn cô chú anh chị. Để Thủy quay gian hàng cho cô chú anh chị xem ế nha. Đó, gian hàng của Thủy cực kỳ ế luôn. Táo cherry thì bán 45.000, dưa lê thái 25, nho Mỹ thì bán 60 nha. Mặn Hà Nội nè cô chú anh chị, mặn Hà Nội thì bán 35. Đây, bảng giá thì dán ra hết luôn cô chú anh chị. Nếu mà hôm nay mà không có mưa là thì bán được. Hôm nay mưa quá trời mưa luôn, mưa mấy chập luôn cho nên thì bán không có được. Sầu riêng ghi 6, dầu sầu riêng Thái thì bán có 60 à. Lựu thì bán có 25.000 à cô chú anh chị ạ. Còn nấm kim châm thì bán 3 bọc 20. Tây Bắc Mỹ, một gian hàng, một bãi chiến trường. Anh Mã anh đang dọn nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy gian hàng của Thủy không? Ghê hồn không? Giờ là phải dọn về nhà nghỉ ngơi thôi cô chú anh chị. Gần 12 giờ nha. Đây là gian hàng của Thủy. Gia đình của Thủy dọn lên là đuối luôn, về là mệt luôn, ăn không nổi luôn á cô chú anh chị nha. Đây, bông cúc lưới nhỏ 20, bông cúc lưới lớn thì bán 35.
giờ bắt đầu Thủy tranh thủ dọn hàng luôn cô chú anh chị. Lấy bọc 5 đi con, lấy bọc 5 bỏ mấy trái này vô. Hả con nói gì? Dục cái gì? Trong tủ nào? Tủ quần áo nhỏ. Ờ rồi sao? Ờ. Có cái nào kỷ đồ niệm chơi, không? Bịch đồ chơi của ông Pháp. Ờ. Lựa ra cái nào chơi thì chứ không bỏ. Ờ. Để cái lọc để ổi vào đây. Không mà đổ ở đây luôn. Nhưng mà có cái nào ấy giá thì bỏ lại hả? Bỏ hết chưa? Rồi đây nè bỏ đây. Đây con cải nào nó đổ sao mà? Ờ nó đổ chứ nó có ấy đâu. Dạ, nó xếp nhanh nha, nó xếp dạo dạo đây. Rồi lụm cái này vô. Cái nắp này đâu rồi? Tìm cái nắp này cho mẹ. Tìm cái nắp này cho mẹ. Trong nhà. Trong nhà có nắp đó không? Bầu bí để gì vậy vô sọt anh? Không, không cái nắp này mà. Không. Dính cái này vô đi. Dính cái lắp vào từ đâu một. Ok. Dính cái này vô nè con. Con bỏ đổ tán vô hay bóc vô? Bóc vô chứ đổ. Ai biết cái đó để cho qua. Đó che đi với ba. Con bỏ lê vô nha. Ừ, bỏ dưa lê. Ê, dưa lê bỏ vô trong cái khay bự nè anh Mãi. Còn bỏ, lấy bao nhiêu cái nắp nè. Thank you.
Nè, mấy cái chanh này bỏ vô trong bịch năm đi. Cái này cột lại đem qua kia. Anh đi vừa xong dọn cái đó, lấy cái chổi quét sơ qua cho nhà cô Yến đi. Hốt vô vậy. Đây một phần hồi kia thấy đó, phần đó là hai phần, thì một phần thôi. Đó. Kia một phần chanh thôi. Nhưng mà đổ cái này riêng đi. Để chiều qua vô bọc cũ. Chả bá lửa cho. Mày các bạn cho miếng cái đó mưa khăn chứ chết bạc. Thấy gọn gàng nha con. Rồi, mẹ nói tụi con nè, lầm cái đó. Nè lầm. Ừ. Chứ sao đứng đó làm chi? Bịt á. Chặt bỏ cái tay ta đổ vào trong sỏi. Không có không? Lầm vô. Bịt nào bự không? Không. Chặt cái tay trong ta đổ. Nè, bỏ này vô cho mẹ, bỏ này vô liền ơi. Vậy để bên này nè, để mai đổ. Còn không dục vô trong cái thùng rác kìa. Mai đổ thì lấy mấy cái thùng, cái sọ đen kìa, hai sọ đen kia ra bỏ vào cái bỏ đó mua vào đó để vậy. Bà cao chưa lên, chưa có gặp ruộng. Mẹ mấy cái này cứ để tao dọn sao đứng nó ôm gì mà họ hay cần cái thay cái gì mà bỏ vô. Nè con chó nó cắn tiền rách nát rồi. Rồi lấy cái sọt đỏ bự ra, sọt đen nó ra, lấy cái sọt vàng vàng ra, ba đựng nho. Cái này bỏ sầm riêng đó nha.
cho phép. Không nhận cái này nó không ai không biết lấy sọt cho ba đựng dưa hay đựng ấy này hay đứng này trong đó sọt bự rồi sọt đen ra đây cho ba đựng như sao không lấy ra để đựng còn cái gì đây ba mày còn không biết hàng sao thôi này để anh đây này thì quay qua lấy đi à. Cho tao mà một giờ trưa thì về mà để mà đã người ta bớt rồi còn tụi mày cái gì thì bưng đem kia hả ờ để đây để đâu để giờ để đâu để bên này đây mỹ con khiêng qua còn soạn giác bên đó nó chứ không phải để tùm lum nha. Đó, mưa sập xuống lo mà che. Nào Phương Anh, con hốt cái này liền cho mẹ đi. Mưa lo mà che. Nó mà nhiều. Cái này đem vô cắt nào con anh à, cái này bán được nè con. Hoàng nhìn sáng đem qua con quên. Cái gì? Hả? Bỗng đưa 15 ngàn bà ơi. Ông đưa 15 ngàn. Bà lấy luôn đi, tôi mệt bực quá. Lấy gì đấy? Đi nó về rửa chén, dọn cái bếp, xong rồi đi tắm. Rồi khi nào mẹ với ba đi quét nhà ra lau. Hết. Về nó xì. Đưa mẹ căng cho. Ngồi dưới sao? Này, cái thuyền kia ấy nè. Ôi. Này cái thuyền 6 lần rưỡi. Rồi lấy bỏ 37 ngàn đi con. Thuyền me gì nè mẹ. Thì bỏ vô bịch đi. Còn mấy trái dưa này sao anh Mãi? Nó bị dập hết rồi. Dập rồi bỏ hả? À, đem về nhà. Cái nào cho người ta bỏ. Cái này đưa ra đây. Nào con ăn giùm mẹ nè. Lát đi. Thôi ăn luôn đi. Mệt luôn chứ con. Ăn đi con. Ăn đi chứ làm gì ăn đi. Để cho mẹ dọn luôn. Ăn thì ăn đi không bị đặt. Ăn đi con. Mẹ mẹ này bỏ vô chung nha. Cái muối này ngon hơn. Ừ. Hả? Lẹ trả lời cho nó làm. Ừ, đem vô cắt còn cái kia. Cái kia để qua bên gần nghệ hành tỏi đi. Còn Phương Anh đem này vô. Phương Anh bưng cái này.
Bưng cái này đi vô cắt riêng. Rồi cắt đi. Thấy gọn gàng nha Phương Anh. Vũ Hiền. Như cái này nè, làm gọn hay sao mà vẽ gì? Nó có làm gọn nè. Mấy chục triệu người ta chưa bán được mà. Bỏ dép phải không? Rồi đem cái ký này luôn đi. Đem cái ký này về. Không, đem cái này vô. Rồi da đem này sao? Đem ghế chồng vô đó đi. Nè, bỏ hai trái chanh nè. Lụm cái này ra đi. Một nè. Nè. Bỏ táo theo táo, chanh theo chanh. Đưa nho cho ba. Cái dừa đem về. Cô cần lấy cái vớt thì ngậm nè, bỏ vào đây luôn nè. Con lấy cái này về, lấy về uống thôi con. Chưa có uống giờ đâu, lấy về uống thôi. Nè, còn cái này đem lên cho dì Tư liền luôn cho mẹ anh đi. Nè. Phương Anh ơi, đem cái này lên cho dì Tư. Cột gọn lại, cột lại luôn. Còn hai trái dưa này bị gì? Còn sao đem về hay là để bỏ? Thôi đừng có đem về lại á. Hả? Hả? Cái này ngon lắm chứ đâu ấy đâu. Nè. Còn căng đó. Chết, lấy. Tôi đây em bọc nè. Con để đây bán đi. Con để đây bán thôi à. Có người đâu. Không thấy người ta mua. Mới 11 gì dữ. Mới 11 gì dữ. Con phải giờ đứng đợi nè. Ba đổ vô chung rồi. Đổ gì vô chung? Nắp như đó ở đồng bàn
bưng mấy cái đó lên cho chị hai, bưng mỗi mình mày bưng lên cốt cốt đi. Cái chân gì mày bưng à, bưng mà phải dựa vô. Đó 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 đó. Để đi. Chừng nó bịt me nhỏ hả lơ? Vô đây nè. Vô đây mà lấy đi. Rồi nhiêu vậy? 4 ngàn cục nhỏ hả? À, cục lớn. Cục này nè. Ừ, 4 ngàn. Lấy ra. Lấy xong bỏ vô. Rồi con cứ lên con ấy cho ba đi. Còn mấy cây nặng thì bên một mình. Còn cái củ khoai kia, củ khoai gì? Sạch không? Rồi tính tiền nha chị. Tính tiền nha, không có bọc lớn, nó lấy bọc nhỏ luôn. Bọc lớn, bọc đùi em dọn hết rồi. Cà chua ha. Cà chua ba trái hả? Bà lấy cây dao á bà cắt. Cắt được chưa? Cái này của chị là 12. Cà chua 15 nữa là 27. Cái này 20 ngàn ký hả? 27 với 33. 43, 53, 60. 60 rồi đó, được chưa? 60 ngàn. Ủa chị đưa 10 ngàn á, em khỏi thối. Cầm cắt tiền hết. Lấy gì đi? Lấy gì? Lấy gì 10 ngàn nói ơi. Nè. Rồi được rồi nha. Con lấy mấy cái nhỏ nhỏ lên cho chị Phương Anh liền. Sau ngày nào chị cũng đi chờ trễ rồi, ngày Chủ nhật á. Nè lụm cái trái đậu que, đậu bắp vô. Cũ dền rồi không chịu bưng mà bưng mấy cái đó làm chi? Thì bưng cũ dền đi.
Mở bóng này mấy cái này. Sao hồi nãy con không đừng có khiên nữa à. Có cái gì để chồng lên cái đó hả? Có nho đấy Mỹ, hồi nãy người ta Vinh nói cái này đây. Cái gì? Đây nè. Phân. Nè, thùng nấm. Thùng nấm nè con. À, con coi thùng nấm không bỏ ở trong rồi mẹ. Không. À, bưng lên. Bưng bên kia. Còn cái hộp này hộp gì đi ông hả? Bỏ hay là sao? Còn mấy cái đó. Cái này ở ừ. Nhất là cái cổ đồ tao Vinh vô trước đi cho nó để trong đi. Lúc nào đây mẹ con bắn cái này nè. Ấy ra nha, thẳng ra đi, thẳng ra. Cẩn. Rồi bưng vô, đậy, đậy ấy lại nha, đậy me. Cái gì? Ờ, con lên chỗ ba đây còn gì nữa. Nè, con hốt cái chỗ này giùm mẹ đi. Điều hốt cái chỗ đó đây. Đúng. Rồi dậy đi con nhiều em. Lụm cái đi giấy kìa. Ở trong nhà cô Yến ơi Phương Anh à. Lụm giấy kìa.
Đây, video của Thủy đến đây kết thúc luôn cô chú anh chị ơi. Gia đình Thủy mới dọn xong hết tất cả lên xe hết rồi. Không có chỗ để luôn cô chú anh chị, quá trời nhiều luôn. Trước khi kết thúc video Thủy xin ông bà cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký kênh cho Thủy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông đó để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại ông bà cô chú clip sau. Bye bye.